Những tác dụng độc đáo của tinh dầu gừng. Gừng cũng là một gia vị quen thuộc trong các món ăn được tìm thấy ở các nước châu Á, đặc biệt là ở Indonesia, Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Queensland và Florida. Thế nhưng, bạn có biết đến những tác dụng diệu kỳ của tinh dầu gừng trong thư giãn, cải thiện sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh không? Tinh dầu gừng được chiết xuất chủ yếu từ củ gừng, tên khoa học là Gingiber officinae, có hương thơm dai không quá cay nhưng hơi nồng. Tinh dầu này có màu vàng đậm, hơi ngã sang màu nâu và phù hợp cho làn da thông thường không nhạy cảm. Những tác dụng của tinh dầu gừng là tăng cường tuần hoàn huyết dịch, kích thích tiết dịch vị, hưng phấn ruột, xúc tiến tiêu hóa, chữa cảm lạnh, trấn tĩnh và cân bằng tinh thần, giữ ấm cho cơ thể. Một đặc tính đặc biệt của tinh dầu gừng là có tính cay ấm và tính thâm nhập rất cao, nên ngay sau khi sử dụng sẽ nhanh chóng phát huy tác dụng cải thiện, hỗ trợ và điều trị. Tinh dầu gừng giúp giảm khó chịu và hỗ trợ mọc tóc. Đặc tính rõ ràng mà nhiều người đều biết đến đối với gừng đó là cay ấm, có tác dụng làm nóng và giảm nhẹ các cảm giác khó chịu cho cơ quan nội tạng, đặc biệt là hệ thống tiêu hóa. Vì vậy, sử dụng dầu nền phối hợp cùng tinh dầu gừng massage nhẹ xung quanh khu vực dạ dày giúp dễ tiêu hóa, làm giảm đầy hơi, khó tiêu, đồng thời cũng có thể làm giảm những khó chịu do bệnh tiêu chảy gây ra. Ngoài ra, nếu cảm thấy buồn nôn do say tàu xe, hãy ngửi tinh dầu này ngay, điều này sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Đặc biệt, bạn cũng có thể sử dụng tinh dầu gừng phối hợp cùng một số dầu thực vật tốt cho tóc như dầu dừa, dầu ô liu, xoa lên những vùng da đầu để kích thích các nang lông, giúp thúc đẩy quá trình mọc tóc và ngăn ngừa chứng hói đầu. Ngửi tinh dầu gừng giúp tâm trạng thoải mái trở nên tốt hơn. Khi tâm trạng đang sa sút hay thiếu năng lượng hoặc cảm thấy lạnh, bạn ngửi ngay một ít tinh dầu gừng để trấn an và cân bằng tinh thần. Gần như lập tức, bạn cảm thấy thoải mái hơn, cơ thể nóng lên, sinh lực dường như được kích thích và phục hồi lại. Ngoài ra, khi cần tập trung vào công việc quan trọng hay phải nghiên cứu một dự án nào đó trong nhiều giờ liền, bạn hãy cho vài giọt tinh dầu tuyệt vời này vào đèn tinh dầu. Minh mẫn, tập trung và trí nhớ cải thiện là những tác dụng mà bạn sẽ cảm nhận ngay sau đó. Sử dụng tinh dầu gừng giúp giảm đau hiệu quả. Hơn thế nữa, tinh dầu gừng còn có khả năng chống oxy hóa, chống lão hóa rất tốt, không chỉ tác dụng trên bề mặt của da mà còn có thể thâm nhập sâu vào xương khớp. Vì vậy, tinh dầu này có thể hỗ trợ điều trị hiệu quả các bệnh cơ xương thấp khớp, giảm đau khớp, đau cơ, chuột rút, đau lưng và bong gân. Để tránh tình trạng sử dụng quá mức trong quá trình trị liệu, bạn cần pha loãng tinh dầu gừng với dầu dẫn, sau đó hãy nhẹ nhàng chà xát kết hợp với một số động tác massage phù hợp trên vùng da bị đau nhức hoặc sưng tấy khoảng 5 đến 10 phút. Bạn từng biết đến bệnh gút do ảnh hưởng của axit uric gây nên cảm giác đau nhức ở các ngón chân khi phát bệnh. Kinh nghiệm cho thấy, hãy sử dụng dầu massage có chứa tinh dầu gừng với liều lượng cao, thoa vào ngón chân bị đau, chỉ sau một đêm cơn đau cũng như chỗ xương tấy sẽ biến mất một cách kỳ diệu. Giữ ấm, tăng cường sức đề kháng cùng tinh dầu gừng trong những ngày đông. Bên cạnh đó, gừng có tính cay ấm, giúp kích thích điều tiết mồ hôi. Vì vậy, bạn cũng có thể sử dụng loại tinh dầu này để giữ ấm cơ thể trong những ngày giá rét. Ví dụ khi mùa đông đến, bạn cảm thấy lạnh bần chân. Hãy nhỏ vài giọt tinh dầu gừng cùng với tinh dầu phong lữ vào một xô nước ấm, sau đó thực hiện ngâm chân. Cách này có tác dụng thúc đẩy quá trình lưu thông máu và làm ấm cơ thể. Hơn nữa, sử dụng dầu massage có chứa tinh dầu gừng để xoa bóp trong những đêm đông, bạn cũng có thể cảm nhận được mức năng lượng dâng tràn và làm ấm cơ thể suốt đêm. Hãy mua tinh dầu gừng để sử dụng tại spa hoặc cho gia đình. Những tác dụng tinh dầu gừng được nêu trên thật tuyệt vời đúng không bạn? Vậy, bạn hãy sử dụng tinh dầu này tại spa hoặc ngay trong gia đình để nhận được những hiệu quả đáng kinh ngạc.
Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng những tác dụng độc đáo trên chỉ có thể đạt được đối với tinh dầu thiên nhiên, được chiết xuất hoàn toàn từ củ gừng. Bạn đang phân vân không biết chọn mua tinh dầu gừng ở đâu để đảm bảo 100% thiên nhiên, hãy liên hệ ngay công ty Viên Mỹ, là doanh nghiệp chuyên cung cấp các loại tinh dầu nguyên chất cho các spa, hotel, resort hàng đầu tại Việt Nam. Công ty Viên Mỹ, lựa chọn tốt nhất của spa. Điện thoại 0862991166 hoặc 38444144, hotline 0908603189, chi nhánh 1, 38 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh 2, 362 Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, website www.vienmỹ.vn, email info@vienmy.vn. Rất mong bạn hãy chia sẻ những thông tin hướng dẫn hữu ích trên đến những người có liên quan để giúp họ thư giãn, cải thiện sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh bằng cách chọn mua và sử dụng đúng loại tinh dầu gừng nguyên chất.